Trời ơi, một xe luôn. Này chơi dằn mặt tôi nè. Tôi còn có bó phải chơi cái xe thế kia. Nam ca sĩ Hoài Lâm mới đây cho biết, từ nay khi đi hát, anh sẽ dùng tên thật Tuấn Lộc thay vì nghệ danh gắn liền với nam ca sĩ kể từ khi vào nghề. Đáng chú ý, cái tên trước đây được chính nghệ sĩ hài gạo cội Hoài Linh đặt cho con trai nuôi của mình. Mới đây, Hoài Lâm gây chú ý khi đăng tải poster quảng bá đêm diễn mới vào ngày 29 tháng 11 tại một phòng trà ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, trên tấm poster, nam ca sĩ được giới thiệu bằng tên thật là Tuấn Lộc thay vì nghệ danh Hoài Lâm. Ở chia sẻ trước đó, anh viết, vẫn hát bình thường nha cả nhà, chỉ khác là Tuấn Lộc hát thôi. Hơn 10 năm đi hát, Hoài Lâm hiện vẫn giữ được tình cảm trong lòng nhiều khán giả, dù anh từng trải qua muôn vàn thăng trầm, thậm chí còn có lúc phải ở ẩn. Xin hân hạnh giới thiệu giọng ca Thu Lô, nam ca sĩ viết trên trang cá nhân. Chia sẻ với cánh nhà báo, Hoài Lâm cho biết, từ nay anh muốn sử dụng tên thật Tuấn Lộc để đi diễn. Nam ca sĩ này giải bày, vì tôi thích cái tên này, tôi nghĩ khán giả sẽ đón nhận cái tên này. Bởi nếu đã yêu thích thì tên nào cũng thích thôi. Nhưng giờ khán giả gọi tôi là Hoài Lâm hay Tuấn Lộc gì tôi đều thích cả. Quan trọng là tôi vẫn sẽ hát. Tôi sẽ giữ cả hai cái tên này, chỉ là muốn thay đổi bản thân một chút thử thôi. Tôi vẫn đang học mọi thứ và cố gắng để trở lại. Giọng ca Hoa Nở Không Màu cho biết thêm, sắp tới anh trở lại với khán giả trong đêm diễn vào tối 29 tháng 11. Sáng tháng 12, nam ca sĩ tiết lộ anh sẽ có 3 show diễn và sẽ sớm công bố với khán giả. Anh kể thêm, gần đây bản thân có học thêm nghề bartender, làm pha chế tại một quán bar tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi muốn học thêm và biết thêm, đơn giản sau này có thể pha nước uống cho những người thân. Tôi tin đây là một trải nghiệm thú vị cho cuộc sống của mình. Tôi chỉ học thêm thôi, chứ ca hát vẫn là công việc chính, giọng ca sinh năm 95 nói. Hoài Lâm là nghệ danh được Hoài Linh đặt cho từ khi nhận nuôi anh và gắn liền với nam ca sĩ này từ những ngày đầu vào nghề. Nhiều năm qua, cuộc sống của nam ca sĩ trải qua nhiều thăng trầm. Từng có thời gian, anh gần như vắng bóng khỏi làng giải trí, phong độ giọng hát cũng không còn ổn định. Trong lần chia sẻ với chúng tôi, Hoài Lâm cho biết, thời gian qua, bản thân tạm ngưng công việc ca hát để rèn luyện sức khỏe cũng như luyện giọng. Nam ca sĩ gốc Vĩnh Long thừa nhận, trước đây bản thân từng tăng cân để lộ ngoại hình chưa được đẹp cho mắt khán giả. Điều đó khiến anh cảm thấy áp lực nên quyết tâm thay đổi, cố gắng từng ngày để cải thiện ngoại hình. Hoài Lâm là nam ca sĩ cực kỳ triển vọng, lại có nhiều thuận lợi khi mới vào nghề so với những người cùng trang lứa. Ở tuổi 19, Hoài Lâm là một trong những ca sĩ trẻ được khán giả yêu mến, nhiều chương trình săn đón. Đặc biệt, khi trở thành quán quân của gương mặt thân quen, sự nghiệp của Hoài Lâm lên như diều gặp gió. Ngoài việc có tài năng, Hoài Lâm còn có bệ phóng vững chắc là nghệ sĩ Hoài Linh. Hoài Lâm từng chia sẻ khi đi xem một đoàn hội chợ về Vĩnh Long, anh đã chủ động đến gặp nghệ sĩ Hoài Linh để xin theo học nghề. Tuy nhiên, thời điểm đó nam danh hài từ chối, phải trải qua thời gian dài thuyết phục. Cuối cùng, Hoài Linh nhận Hoài Lâm làm con nuôi khi nam ca sĩ 13 tuổi, cho sống chung nhà để thuận tiện cho việc dạy bảo. Nghệ danh của Hoài Lâm là do nghệ sĩ Hoài Linh đặt, nam danh hài định hướng con nuôi theo đuổi dòng nhạc bolero, âm hưởng dân ca. Có một giai đoạn, Hoài Linh và Hoài Lâm luôn xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện, không ngần ngại thể hiện tình cảm, sự thân thiết với nhau. Sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Hoài Lâm rơi vào khủng hoảng, thị phi nối tiếp. Năm 2018, nam ca sĩ gây sốc khi tuyên bố hủy 12 show diễn trong và ngoài nước, thậm chí có những show báo hủy chỉ trước giờ mở màn với lý do sức khỏe không đảm bảo. Khi đó, một sao Việt bất ngờ tiết lộ chuyện Hoài Linh và Hoài Lâm đang gặp trục trặc. Tôi sẽ không bỏ rơi Hoài Lâm đâu, tôi sẵn sàng làm tất cả để đưa nó quay trở lại đúng quỹ đạo. Anh Hoài Linh đã không thèm nhìn mặt, giờ đến tôi cũng bỏ rơi Hoài Lâm thì có khác nào đạp nó xuống vực, nó sống thế nào đây? Mối quan hệ của Hoài Linh và con nuôi trở nên căng thẳng hơn khi nam danh hài tuyên bố sự nghiệp của Hoài Lâm xuống hay lên là do nó có biết giữ hay không. Việc này không còn nằm trong bàn tay tôi nữa rồi. Khi Hoài Lâm có vị thế, nó phải tự biết giữ, tôi đã dặn rồi. Hoài Lâm thích hát nhạc trẻ lắm, nó còn trẻ mà, nên thích mê. Tôi không giận, nhưng nói một hai lần, lần thứ ba không nghe nữa thì thôi. Mắc công tôi tốn hơi, phải dưỡng chút hơi thở cuối cùng, nói nhiều chi cho mệt. Cũng trong năm 2018, Hoài Lâm tuyên bố tạm ngừng ca hát trong 2 năm. Anh từng chia sẻ, tôi sợ showbiz thị phi lắm. Đã trải và nếm đủ nên đã đến lúc phải dừng lại. Mãi đến sau này, anh mới thừa nhận việc quyết định lập gia đình, yêu đương đã dẫn đến việc bất đồng với nghệ sĩ Hoài Linh. Nam ca sĩ từng chia sẻ, bố đương nhiên là có giận khi tôi nói muốn lập gia đình, muốn chững lại một thời gian. Nhưng rồi bố cũng hiểu, nhưng khi bố đi diễn mà không thấy tôi, bố nói cảm thấy thiếu hụt và buồn. Những người khác có hỏi và đụng chạm đến cảm xúc của bố, rồi những hiểu lầm xảy ra và những lời lẽ không đúng lại đến.
Bố vẫn theo dõi và đọc báo nhiều, tôi nghĩ cũng không quan trọng nhiều lắm, bởi con đường mình đi thì vẫn phải đi, phải kiếm tiền và lo cho cuộc sống, cho gia đình của mình. Hơn một năm sau ồn ào này, Hoài Lâm ly hôn, sau đó trở lại đi diễn cùng Hoài Linh. Anh vẫn gọi Hoài Linh là bố, tuy nhiên, tần suất cả hai xuất hiện bên nhau ít hơn hẳn so với trước kia. Trong thời gian được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi và hết lòng hỗ trợ, Hoài Lâm được đặt nghệ danh có chữ lót là Hoài. Đây được xem là một đặc quyền mà Hoài Linh dành cho nam ca sĩ vì anh chưa từng đặt nghệ danh cho ai có chữ lót giống tên mình. Ngoài ra, Hoài Lâm còn sử dụng họ Võ của Hoài Linh như một cách thể hiện sự ngưỡng mộ, kính trọng dành cho ba nuôi. Sau này, dù đã phải trải qua nhiều chuyện, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn vui vẻ khi gặp lại Hoài Lâm. Lần gần nhất là cả hai gặp nhau khi Hoài Lâm đến đền thờ tổ của Hoài Linh để thắp hương. Thời đỉnh cao, Hoài Lâm được chú ý đặc biệt với danh xưng con nuôi Hoài Linh, bước ra từ game show với vị thế ngôi sao và liên tiếp tạo hit để chiếm lấy hào quang trên thị trường. Bên cạnh Sơn Tùng MTP, Hoài Lâm là một trong những nghệ sĩ trẻ thăng tiến nhanh bậc nhất của làng nhạc Việt giai đoạn hơn 10 năm trước. Song, đáng tiếc là đỉnh cao của Hoài Lâm lại không duy trì được lâu. Sự nghiệp âm nhạc của Hoài Lâm lên xuống thất thường trong vài năm qua, chính xác là từ dấu mốc hoa nở không màu năm 2020, Hoài Lâm không có thêm sản phẩm chỉn chu nào để tạo hit thêm một lần nữa. Cách đây không lâu, Hoài Lâm gây chú ý khi trên mạng xã hội lan truyền loạt ảnh nam ca sĩ đứng chống nạnh giữa đường có những biểu hiện lạ như nói lầm nhầm trong miệng, gương mặt liên tục thay đổi biểu cảm. Cách ăn mặc của nam ca sĩ cũng bị nhận xét là rất khác so với hình ảnh Hoài Lâm mà khán giả từng biết. Qua những hình ảnh này, cộng đồng mạng khá lo lắng cho tình trạng hiện tại của Hoài Lâm. Dường như khi rời xa showbiz, nam ca sĩ không còn chăm chút nhiều cho diện mạo, cũng không cần giữ hình tượng khi xuất hiện ở nơi đông người. Mặt khác, một số cư dân mạng cho rằng Hoài Lâm đã lựa chọn cuộc sống như một người bình thường, nên khán giả cần tôn trọng quyết định của nam ca sĩ. Đây không phải lần đầu tiên Hoài Lâm dùng tên khác trong hơn chục năm đi hát. Cách đây 4 năm, nam ca sĩ từng gây xôn xao khi dùng biệt danh Giang Liêu Lì để hoạt động nghệ thuật với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc. Thời điểm đó, nhiều khán giả phản đối việc Hoài Lâm đổi qua nghệ danh khác. Để xoa dịu dư luận, trưởng nhóm nhạc đã phải lên tiếng giải thích Hoài Lâm vẫn dùng nghệ danh cũ cho các sản phẩm âm nhạc về ballad, bolero và dùng nghệ danh Giang Liêu Lì mỗi lần đi thử sức ở thể loại mới. Còn khi hát solo, nam ca sĩ vẫn giữ nghệ danh là Hoài Lâm. Chưa dừng lại tại đó, Hoài Lâm tiếp tục đổi nghệ danh là vào tháng 7 năm 2021. Cụ thể, nam ca sĩ tự xưng là Jun Tulo là từ viết tắt của Jun Hoài Lâm tự lo. Sau một lần vướng ồn ào về việc đổi tên, Hoài Lâm cho biết mong muốn có nghệ danh mới để chính thức quay trở lại và có khởi đầu công việc mới. Đồng thời, Hoài Lâm hy vọng tự thân sẽ phát triển công việc khi đứng dưới tên Jun Tulo. Nam ca sĩ cũng đổi các tài khoản mạng xã hội qua tên này. Tuy nhiên, truyền thông hay các poster tại đêm nhạc vẫn quen gọi anh với nghệ danh do Hoài Linh đặt cho là Hoài Lâm. Hồi cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Hoài Lâm trở lại trong các đêm nhạc và thông báo sẽ tái xuất. Bạch Công Khanh, người bạn trên sân khấu của Hoài Lâm cũng chia sẻ: "Bây giờ, Hoài Lâm trưởng thành, từng trải hơn. Ngày xưa, Lâm hát đã hay, tình cảm rồi, nhưng hiện tại lớn hơn. Thời gian trôi qua, tôi nghĩ tự mỗi người sẽ có thêm kinh nghiệm và thay đổi bản thân." Về phần cha nuôi Hoài Linh cũng không khá khẩm hơn. Sau ồn ào từ thiện, Hoài Linh rút gần hết khỏi các game show, sự kiện giải trí. Gần đây, nam danh hài trở lại với các sân khấu kịch. Bố nuôi của Hoài Lâm chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại: "Khỏe thì cũng không khỏe, mà mệt thì cũng không mệt, cứ dở dở ương ương vậy vì càng lớn tuổi rồi." Vào dịp dỗ tổ sân khấu năm 2023, Hoài Lâm đến đền thờ tổ 100 tỷ và có cơ hội ngồi chung bàn ăn với nghệ sĩ Hoài Linh. Trong con đường hoạt động nghệ thuật, Hoài Lâm có những lúc vắng bóng suốt thời gian dài. Nam ca sĩ cho biết anh muốn dành thời gian để giảm cân, chăm chút cho ngoại hình cũng như cải thiện về giọng hát. Gần đây, nam ca sĩ tiết lộ rằng anh giảm khoảng 10kg nhờ chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với tập luyện thể thao. Mọi người đang chờ đợi Hoài Lâm, Tuấn Lộc trở lại, liệu anh có thực sự nghiêm túc hay lại buông bỏ thêm một lần nữa hay không?